Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn tạo cái file share đó, chỉ có cái tên. Rồi, bây giờ là ví dụ như room para là cái file share đó nha. Thì nó tên là room para ha, là parameter đó. Rồi ok, mình save trong cái một bài tập luôn ha. Okay. Này bấm đây nè. Đây là tập thì cứ bỏ đây, save. Rồi. Tạo một cái group. Cái group đây là cái group của cái parameter thôi ha. Ví dụ như là mình sẽ đặt cho nó là ví dụ như là cái group này sẽ là thuộc những cái parameter thuộc về cơ khí là mét. Mét ha. Ok, rồi. Thì trong cái group này sẽ chứa cả những cái tham số đó, thì nó sẽ có cái tên là equipment name name para van chứ à nhầm ha. Rồi text chọn comments nha. Ok rồi xong thì mình tạo xong cái tham số share đó rồi thì vô mình sẽ vô đây project parameter nè, cái mình add nó vô thì mình sẽ đưa cái thông số mà nãy mình mới vừa vào á, là mình vừa share select không tự động nó nhận nha. Rồi cái này mình sẽ đưa nó là một text hoặc là mình chọn nó là cái mục nào cũng được. Bây giờ mình chọn một text ha. Rồi đây mình sẽ đưa cái thông số tên này vô đâu. Thứ nhất là vô cái phần mechanical, phần accessory là gì, là van á. Rồi ok, rồi bây giờ bạn bấm vô đây nè, bạn sẽ thấy có một nè, thấy chưa, nó cũng giống như vậy nhưng mà cái bảng tham số parameter đó nó sẽ nè, đây nè, nó chính là cái này nè nha. Này mình bấm vô nha, lúc này đó nó sẽ có nè. Khi bạn tạo thì bạn lại tiếp tục tạo thêm tham số thì bạn tiếp tục bỏ vô đây đó. Đừng có mở cái này lên tạo nha, tạo trong repeat á. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ bắt đầu điều chỉnh cái nhãn này. Tại nãy cái thông số project parameter á nó không có nhận. Bây giờ mình sẽ edit label. Thì trong đây nó cũng không có đúng không? Ok, mình sẽ lấy nó ra thì nè, nó sẽ có một số share nè, cái mình lấy nè. Ok, hiện ra này không? Rồi, bỏ vô. Đó, thấy không? Nó có nè. Rồi, mình save. Thì mình save as lại. Save as lại. Thì mình sẽ đặt tên cho nó là equipment name. Equipment name tag thì nó sẽ thể dùng cho van nè, máy móc thiết bị. Rồi mình sẽ bỏ nó vào trong một bài tập luôn ha. Đây. Đó, một bài tập luôn. M nè. Equipment name đó. Đó mình bỏ nó vô thì các bạn có thể vô đó mình lấy ha. Còn không thì cứ tạo theo mình. Rồi, load nó qua dự án. Mình như nó vô rồi đó. Rồi. Rồi. Bấm vô đây coi có không. Rồi bây giờ bạn sẽ là đánh tên nha, sẽ dùng cái tag này đánh tên. Rồi đánh tên theo mình nha. Đây. Nó sẽ là tên STKDN100. Đó, thấy chưa? Thì nó chính là cái gì, bấm vô đây. Đó nè, đó. Thì khi đó mà sau này mình bóc khối lượng mình sẽ bóc những cái này ha. Rồi. Hoặc là mình ghi nè, van cổng nè. Rồi đổi đây nè. Bên cổng đen trăm không, bên cổng đen trăm mình xem thử coi cái này nó đang là nó tầm khoảng 2 không
đó, nó nhỏ thôi, chỉnh cái size lại nhỏ rồi. Mình có thể chỉnh thêm cái label cho nó. À, ví dụ mình có thể dùng cái trai này, cái kiểu này. Thấy không? Thấy cái dấu sọc không? Mà bạn có thể tự đổi ha. Fill dot nè. Đó. Một cái này. Rồi, sau đó mình set xong đúng không? Sẽ là như cái này á, nó không đọc được cái ống thì mình sẽ dùng, có thể dùng cái nhãn này à, có thể dùng cái nhãn này đó, ST đen trong đó. Đây mình chỉnh cho nó đồng bộ luôn, cũng hai hai chấm luôn. Nếu mà chỉnh số 4 thì cũng hơi to. Đó, các bạn cứ làm theo mình nha. Đó. À, thí dụ như đây mũi tên đây không thì tất nhiên sẽ không đồng bộ. À, mình sẽ chỉnh nó về chỉnh sai. Fill dot nè. Đó. Rồi van bi đen 32 nè. Nối mềm đen y lọc xong tới y lọc đen 100. Thì đó các bạn làm thực tế thì các bạn cũng phải ngồi làm vậy đó. Thì giờ các bạn làm theo mình thôi, mình làm một cạnh bên đây thôi cũng được. Rồi nối mềm lên 100. Đó, nhớ chỉ gì đúng cái nối mềm nha. Đó, nối mềm lên 100. À, chỉnh free end đó, thì bạn có thể kéo nó vô đây được. Nói mềm rồi cái gì búa nước, búa nước là cái này. À, mình cứ kéo đi, búa nước DN 100. Rồi đế thép U 100 nhân 50. À, đế thép U là cái này. Đây là cái này nè. Đó. Đế U 100 nha. Nhân 50 nhân 5 mm. Đó, các bạn đánh theo mình. Rồi tới một cái nữa là cái nối sẽ có một cái biến đây, mình lấy cái tag này mình sẽ tag cho cái nối giảm nè, STK DN125 sẽ 100 đó. Rồi đây cũng là van cổng, thì van cổng tiếp thì mình sẽ có cái van cổng này. Bạn có thể thêm tự ha. Ở đây mình cấp nhầm rồi. Đây là cấp trên đây nè. À, ở đây các bạn là bít mù thấy không, thì ở đây nó cái này nó sẽ mình sẽ dùng cái này cũng được đây, bít mù
DN bao nhiêu, xem 125. Đó, thấy không? Rồi bây giờ tới cái bom. Bom thì nó sẽ có cái tên. Đó, cái tên của cái bom thì bây giờ bạn cũng dùng tiếp. Đây. Đó, bạn đặt tên thôi. Vậy. Cái đặt tên này á là tên nè, loại bom nè, là lock nè. Năm số 1 nè. Thì cái đó là tất nhiên là bạn làm dự án thì bạn sẽ biết được là nó sẽ đặt tên như thế nào ha, hoặc là hỏi ở cái người nó hơi khó chịu xíu bây giờ. Vậy bạn bấm vô cái thang sàn này nè, 200 MHz luôn đi, ẩn nó luôn cho rồi đi, cho dễ 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 thao tác đó. Bấm thanh taskbar ha. Đó. Rồi. Tới hai cái bơm. Bơm bên đây. Đó, mình qua bên đây ha, mình qua bên đây. Kéo xuống. Rồi, cái này. Đó. Rồi giờ mình sẽ đặt tiếp cho cái coi cái tủ điện đó, mình đặt thử coi còn gì nữa không nè. Ở đây mình bạn không có đặt được, bởi vì nó không có, mình không có gán cho nó vô cái tủ điện này, là equipment của cái electrical equipment. Thì giờ mình muốn gán cho nó được á thì mình phải vào share parameter đúng không, mình coi. Không được, mình vào project parameter và modify nè, thì bạn sẽ gắn cho cái electrical equipment thì nó sẽ gắn được. Gắn được đây, gắn được không? Đó, bạn đặt tên cho nó. Bỏ cái tờ này đi. Tất nhiên là cũng có những cái lúc mà các bạn cũng có thể dùng text ha, dùng text thêm. Đó, dùng text thêm. Ví dụ như đây mình dùng text ha, bấm T T TX dùng text mình chỉ ra. Đó, mình chỉ ra thì mình sẽ ghi cho nó rồi nó đi đó, thí dụ vậy. Đó, nó đi đến đâu, cái đoạn này nó đi đến đâu. Rồi thì cái text này nó tương đương là nó phải đồng bộ, ví dụ như mình 2 mm nhưng mà dạng dot ha. Đó, thì mình phải chỉnh lại cái arrow, cái đường mà này nè. Fill dot 3 chấm nè. Đó, thấy không? Nó tùy mình ha, đó. Mình sẽ dùng nhiều kiểu. Và đường còn lại á. Nè, bạn bấm control giữ nè. Thì ở đây á, để coi hình như là nó bị đây, mình copy qua nhà bấm control giữ kéo qua đây là nó bị che bởi vì bị cái cross view. À, bằng tắt xóa đây, chỉ qua đây. Đúng không? Đó là mình ví dụ là như vậy. Thì bạn thấy cái đường này không? Đây là cái đường crop view, còn đường này là annotation crop nè. Khi bạn kéo sát vô thì nó mất. Đó, nên đừng hỏi mình là đó, thì bạn sẽ hỏi là thế nào lỡ bạn để vậy nè. Cái đó không hiện. Nè đó, kéo nó ra, nó hiện nè. Khi bạn
kéo nữa nha, thấy không, tự mất là kéo vô nữa đó, thấy không, bỏ nó gì đó ha, nó sẽ có những cái tình huống như vậy ha. Rồi bây giờ mình chuyển sang đó, mình chỉ cho các bạn đêm. Đêm thì bấm DI thôi. Bây giờ mình sẽ kéo này rộng ra xíu cho dễ nhìn. Các bạn đêm nè. Đó, bạn đêm. Đêm ví dụ giờ đêm đêm thì đó, nhiều cách 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 tường bấm vô đây, ví dụ bạn chỉnh 100 luôn, 100 thì ở đây à. Bạn bấm AL thì thi công rồi đúng không, align cho đồng bộ, ý là cho đồng bộ lại đó. Còn mấy số này thì nó theo cái không thôi, bạn buồn bạn muốn thì bạn phải chỉnh, nó khá là mệt nhọc ha, mình thì mình để vậy luôn ha, mình để vậy. Còn thôi bạn muốn chỉnh chỉnh thì sao, thì ngay cái giai đoạn đầu tiên á bạn làm á là bạn đã chỉnh chu ống này cách nhiều hết luôn, thì copy thì lúc đó mình đem nó sẽ giống ha. Giờ mình thích mình để vậy đó, mình để vậy, còn bạn sẽ tự làm cái chuyện đó ha. Giờ mình sẽ đem đó, đem từ tường ra là đó, thước nhiều đó. Rồi bây giờ mình sẽ đem tiếp một số đường nữa. Đó. Đó, cái tủ nhau nè. 250 đi. Đó là như vậy ha. Rồi bây giờ mình bấm vô đây, bạn chọn cho mình cái title nè, đây nó hiện ra nè. Đó. Hay là bạn có thể đặt cho nó cái tên, và bằng chi tiết phần bom này cũng được nè.